Nữ diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã hạ sinh con gái thứ hai cho ông xã Việt kiều tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Khánh Hiền hạnh phúc thông báo đã vượt cạn, thành công, hạ sinh con thứ hai cho ông xã Việt kiều tại Mỹ. Thiên thần nhỏ, con xin chào cả thế giới ạ. Gia đình con xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông bà, cô chú bác, anh chị em đã gửi đến gia đình con. Hai mẹ con vượt cạn bình an rồi ạ. Cô viết, chia sẻ với chúng tôi, Khánh Hiền cho biết đã sinh con gái vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 6, tại Los Angeles, California, Mỹ. Bé nặng 3,3 kg. Vừa sinh chưa đầy một ngày nên hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên vẫn còn hơi yếu, phải nằm một chỗ. Tuy nhiên, cô vẫn thấy hạnh phúc lắm vì đã vượt cạn thành công. Khánh Hiền và chồng dự định đặt tên con là Ngô Khánh Lynn. Nhận xét về con gái vừa chào đời, Khánh Hiền thấy bé rất giống anh hai là con trai đầu lòng gần 3 tuổi của cô, Erik Ngô. Nhận được tin vui, đông đảo bạn bè và khán giả đang liên tục gửi lời chúc mừng tới gia đình Khánh Hiền. Diễn viên Khánh Hiền vừa hạ sinh con thứ hai cho ông xã Việt kiều tại Mỹ. Khoảnh khắc vượt cạn thành công, hạnh phúc ôm con vào lòng được Khánh Hiền chia sẻ trên trang cá nhân. Cận cảnh diện mạo của con gái nhà Khánh Hiền, nữ diễn viên nhận xét bé rất giống anh trai của mình, Erik Ngô. Vì mới sinh nên hiện Khánh Hiền vẫn còn hơi yếu, chưa thể đi lại được. Khoảnh khắc khi trên giường sinh của Khánh Hiền, đông đảo khán giả và bạn bè liên tục gửi lời chúc mừng tới gia đình nữ diễn viên. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.